Dạ, em xin được chào toàn thể các bác nhé. Thì phiên bán hàng của tối ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12. Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, em vẫn tiếp tục bán những chậu lan. Như là hôm nay em có là lan phi điệp và những chậu địa lan. Tất cả hàng hôm nay nhà em thì đều là bán xả hết nha các bác nhé. Hôm nay là cái thời tiết nó khá là đẹp luôn các bác ạ. Thời tiết bắt đầu là vào mùa đông đó. Cái thời tiết như thế này thì các bác nhà mình chơi cây cảnh thì nó tuyệt vời luôn cho em, và đặc biệt là cây lan. Mùa này thì như phi điệp thì bắt đầu là thắt ngọn và xuống lá, chuẩn bị cho mùa mầm gốc và mùa hoa rồi ạ. Còn các địa lan thì vào cái không khí xuân như thế này thì những cái chậu địa lan nó có những cái màu hoa nó rất là sặc sỡ và rất là đẹp. Hoa nó có độ bền các bác nhé. Để các bác nhà mình chuẩn bị mình chơi từ giờ đến Tết cho em này. Thì xin được giới thiệu về dòng phi điệp trước đi các bác. Không thì địa lan em giới thiệu nhanh hơn. Thì em đi vào những chậu địa lan trước nha các bác nhà mình nhá. Các bác nhà mình ơi, hôm nay em bán tất cả đều thanh lý hết ạ. Các bác thấy đấy, những chậu cúc sắc thiên hương nhà em nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Chậu nó có vừa nụ vừa hoa. Vừa những cái hoa là nó có thể là nó nở lâu một chút, có những cái hoa thì mới nở, có những cái thì đã đang là nụ. Cái này thì là cũng xin báo cáo qua với toàn thể các bác là cái này là em có để lại ở tại nhà em để chăm sóc. Cái này là gần một tháng rồi nha các bác. Nên là cái này nó kiểu như là nó cũng đã quen với khí hậu ở Việt Nam nhà mình. Đó, nó cũng đã quen với kiểu như môi trường mình tưới hay mọi thứ nó đã ổn định rồi. Cây nó bắt đầu khỏe cây rồi nha các bác. Cái nụ nào nó hỏng hoặc nó có vấn đề gì, cây nó như thế nào thì đã gọi như nó đã ổn định cây rồi. Nên các bác nhà mình mua cái này nó lại rất là khỏe cây, rất là đẹp. Không giống như hàng kiểu như mình mới vừa về thì cây nó còn ở trong thùng, nó đi từ Trung Quốc về đây nó mấy ngày cơ, thì nó đang còn yếu cây. Các bác mua lúc đấy thì có thể là nhìn nó sẽ đẹp hơn bây giờ, nhưng mà thực tế thì cây nó không khỏe như là cái hàng này nha các bác. Hàng này là em để vườn là đến bây giờ là gần một tháng rồi. Đó, nên là các bác thấy những cái nụ của nó này, bây giờ nó rất là khỏe nhá, nó rất là khỏe luôn. Em bán là nó có bị hỏng nụ rồi các bác nhá. Đây nó ví dụ như một chậu như thế này là có những cái nụ, là có những cái bông là nó nở rồi này đúng không các bác? Có những cái là nó có hỏng lác đác một ít vài nụ như thế này. Đó. Để cái này thì thực sự ra là về cái phần cây cối thì không lấy đâu ra là 10-10 hết. Thì nó như thế nào thì em vẫn báo cáo rõ ràng lại với các bác, để tránh cái trường hợp là có những bác mình khó tính chẳng hạn đúng không. Mình cứ đòi nhất nhất là nó phải 10-10 này kia, rồi là thắc mắc rồi trên này trên kia là không có. Nó hơi khó cho em đúng không. Em báo cáo trước với các bác, mình thuận mua thì vừa bán, ưng thì mua ủng hộ em. Em rất là cảm ơn. Ngày hôm nay là em bán xả toàn bộ nha các bác, xả toàn bộ luôn. Những chậu cúc sắc thiên hương, nếu như bình thường các bác mua chậu lớn như thế này đều là 320 cho đến 300 một chậu, rẻ thì các bác mua là 280 một chậu ạ. Đây là những chậu to nha các bác. Nhưng em xả cho các bác nhà mình này, em xả cho các bác nhà mình là 220.000 đồng một chậu, mà em lại còn bao ship cho các bác nữa. Đó, em các bác thấy không? Đây là một cái giá gọi là xả để cho các bác sưu tầm cây giống để các bác chơi thì thật sự là quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Những cây này lưu ý giúp em là hàng nhà em là đã chăm sóc tại vườn cả một tháng rồi, gần một tháng rồi, thì các bác biết là cây nó đã bắt đầu ổn định khỏe cây nha. Nên các bác cứ vô tư mà thoải mái mà mua đi, không phải lo là cây nó có thuần ở mình nữa hay không đâu. Đó, vô tư luôn cho em được chưa ạ? Dòng cúc sắc thiên hương này thì mình chơi hoa nó được gần như là quanh năm các bác nha. Đó, mình có thể là chơi độ 2 đến 3 đợt hoa trong vòng 1 năm. Đó, 2 3 đợt hoa 1 năm đi các bác. Như vậy cho nó kiểu như là mình đã phải nghĩ là nó được nhiều lắm. Đó, em cứ báo các bác 2 đến 3 vụ hoa 1 năm thôi. Chứ còn nhiều khi là cái này nó ra quanh năm luôn, nó cứ ra ngồng liên tục rồi các bác. Cái này là 220.000 đồng một chậu thôi nha các bác. Đẹp không các bác? Ừ, cái dòng này nó rất là đẹp cho em này. Về lá hôm nay cây nó tạn to lắm các bác nha. 220 một chậu em bao ship ạ. Đây là cúc sắc thiên hương. Mời các bác nhà mình là cùng ngắm qua những cái chậu địa lan khác. Thì hôm nay trời nó tối các bác ạ. Đôi khi mình quay là nó cũng thành xấu cái cây luôn ấy. Đây nó không được sặc sỡ cái màu cho lắm.
Các bác ơi, hôm nay là em còn những cái chậu đôi cánh thiên thần. Cái đôi cánh thiên thần này thì hoa nó cũng đẹp và có độ bền nhá các bác. Thì đôi cánh thiên thần thì hôm nay là em còn là 2, 4, 5 chậu thì em thanh lý này các bác này. Chậu đầu tiên ạ, chậu đầu tiên em thanh lý là 180.000 đồng, bao ship cho các bác nhá. Chậu số 1 đôi cánh thiên thần. Chậu đôi cánh thiên thần số 2, chậu này là 220.000 đồng, bao ship cho các bác luôn ạ. Chậu thứ 3 220.000 đồng cũng bao ship nha các bác nha. Nó cũng bị lỗi nụ như này này các bác này đấy. Như cái này nó lỗi mất 3 cái nụ đường trên đúng không ạ? Nhưng mà còn những cái nụ nó rất là khỏe, đang bắt đầu bung đẹp chưa các bác này. 220 đơn số 3 giúp em này. Đơn số 4 này, đơn số 4 thì đơn này nó nở rồi nha các bác. Thanh lý cho các bác 160.000 đồng luôn. Đơn số 4 các bác nhá, 160 giùm em nhá. Nó bị hỏng thêm cái nụ đây nữa này các bác này. Còn đây là đang còn nụ đây các bác nha, đang còn nụ này, bên này này. 160, chậu số 5 này. Chậu số 5 còn cái dây này các bác nha. Còn hai cái đằng trước này là nó nở trước luôn rồi. Đó. Thanh lý luôn cho các bác 180.000 đồng. Đây là chậu số 5, hôm nay em còn có 2 4 5 chậu thôi ạ. Thì em cũng vừa báo giá với các bác từng chậu một nhá. Chậu số 1 180.000 đồng, chậu số 2 220, chậu số 3 220. Chậu số 4 160, chậu số 5 180 ạ. Tiếp theo đấy là cái dòng bông này ruby đỏ nha các bác. Ruby đỏ nó cũng có bị lỗi lác đác nụ các bác ạ. Đây nó đang nụ mà đang hoa luôn. Cái dòng này chơi siêu siêu bền cho em luôn. Dòng này thì đúng là siêu bền luôn đấy các bác ạ. Đẹp chưa các bác? Cái này là hàng 3 ngầu hoa nhé, hôm nay cũng còn độ mấy chục chậu đi. Thanh lý cho các bác đi nhá. Nó cũng đẹp hết nữa các bác nha. Này các bác thấy không, một nhánh hoa của nó nở rất là nhiều bông các bác ạ. Và cái này nó siêu siêu bền luôn đó các bác. Một chậu 3 ngầu hoa như thế này hôm nay nhá, giá hôm nay thanh lý cho các bác 250.000 đồng một chậu. Ê ơi, cái giá này chưa bao giờ có luôn đấy các bác ạ. Giá này em nhập còn chưa có luôn ấy. Nhưng mà đây là em thanh lý nhá, lại còn được bao ship luôn ạ. Đó, nó có lỗi nụ luôn nha các bác nha. Báo trước với các bác là chủ yếu là bán cây giống và nó vẫn còn hoa cho các bác chơi như này. Còn nó có lỗi nụ luôn các bác nha. Nó có lỗi nụ đấy. Lưu ý cái chỗ đấy giúp em một chút. Không là đến nơi là nó lỗi ít nụ là bắt đền em thì rất là tội em. Thì em đã thanh lý rồi này, lại còn bao ship cho các bác rồi này, đúng không ạ? Cái này em bán cho các bác một chậu là 250.000 đồng một chậu. Mà chậu này nó to các bác. Đó, các bác thấy đây này, nó to này. Đó, các bác đặt vào cái chậu gốm nhá, đẹp cực kỳ luôn cho em. 250.000 đồng một chậu. Thật sự rất là rẻ các bác ạ. Rất là rẻ luôn. Cái này cũng là ở tại vườn em là chắc cũng gần một tháng rồi nha các bác nha. Đấy, tất cả cái này đều ở vườn em lâu rồi. Các bác mà xem like của em là các bác biết rồi. Cái này lâu rồi nhá. À, các bác ơi, hôm nay thanh lý cái này tiếp đi. Đang cái tiện cái thể thanh lý luôn đi. Cái này ở vườn em chắc phải đến giờ phải tháng rưỡi 2 tháng luôn rồi các bác. Cái này là quý phi thanh ngọc hoa màu xanh, rất là đẹp. Nhưng mà cái này nó bị hỏng hết hoa rồi các bác. Đó, nó hỏng hết hoa đây này. Bây giờ em để ở vườn em chăm này, bây giờ nó lên măng như thế này này các bác này. Đấy, nó lên măng đấy. Đấy, lên rất là nhiều măng nha. Tại vì lúc đấy cây nó đang yếu ấy. Thôi em cũng không bán nữa, em dừng bán. Em dừng bán để em xem nó như thế nào. Đây, nó lên măng các bác ơi. Rất là khỏe cây cho em này. Đó, rất là khỏe cây cho em. Thanh lý 150.000 đồng một chậu. Cái này là quý phi thanh ngọc. Quý phi thanh ngọc này là dòng đắt tiền cho em nhá. Dòng này nếu còn bông hôm trước em bán là 380 ạ. Và cái này trên thị trường thường bán là 400, hơn 400 một chậu. Hơn 400 một chậu đấy các bác. Cái này là em để lại vườn em chăm. Các bác thấy không, đang lên măng này. Trời ơi, lên măng khỏe cây lắm nhá. Đấy, hôm trước bao nhiêu ngồng luôn các bác ạ. 380 là nhà em bán là còn rẻ rồi ấy. Người ta toàn bán 400, hơn 400 một chậu. Em thanh lý cho các bác có 150.000 đồng một chậu. Bao ship luôn các bác ơi. Bao ship luôn nha, cho nó thoải mái nha. Còn cái này là hương cắt cát hoa vàng. Đây, em để vườn chăm lên nó đẹp chưa các bác này. Đó, lên măng đẹp lắm. Đây, các bác thấy không? Cái này khỏe cây lắm. Cái gì cái dòng nào chứ dòng này thì đúng là các bác chơi thì nó dễ chơi rồi. Măng các bác thấy nhiều không? Toàn măng luôn. Cái này là hương cắt cát nhá. Em thanh lý này 130.000 đồng một chậu, bao ship luôn. Rẻ hơn cả giá nhập rất là nhiều luôn các bác ơi. Cái này người ta có độ 2 cái ngồng hoa thôi, người ta bán hơn 200 rồi các bác ạ.
em bán cho các bác 130.000 đồng, gọi là các bác lấy giống. Nhưng mà cái dòng này thì hoa thơm, màu vàng chanh và nó dễ hoa nha các bác nha. Ờ, em thanh lý có 130 thôi ạ, bao ship ạ. 130 bao ship nha các bác nha. Cái này là hương cát cát này. Các bác chốt loại nào thì các bác nhớ là mình chốt theo cái tên hoa rùm em ạ. Các bác ơi, thanh lý tiếp cái này đi. Cái này các bác chơi thì chơi thân lá cho em đi được chưa ạ? Cái này thì hoa của nó cũng ít lắm. Mà hoa của cái dòng này thì nó cũng, nói chung là nó ít lắm, nó cũng không có phải là sặc sỡ lắm đâu. À, cái hoa nó cũng đẹp nhưng mà nó không sặc sỡ đâu. Cái này người ta chủ yếu là người ta chơi thân lá. Dòng này là dòng gọi là lá phát tài nha các bác. Lá phát tài cho em. Cái này một chậu em thanh lý cho các bác 130.000 đồng một chậu luôn. Đó. Cái này là đúng là 130.000 đồng, còn chưa tới giá nhập, rất là, còn nói chung còn rất cách rất là xa luôn các bác. Vì giá bán là 290 một chậu cơ mà các bác mà. 290 một chậu cơ. Nhưng mà cái này mỗi chậu nó chỉ có 2 ngồng hoa thôi. Đó, mà bây giờ em thanh lý như thế này là có 130.000 đồng một chậu rồi ạ. Và hàng này là chăm ở vườn nhà em chắc là phải được ngót nghét gần 2 tháng rồi. Ba cái loại này em để trong vườn này là nó lâu rồi nha các bác nhá. Nó lâu rồi. Mà nó, bác thấy không, càng chăm nó càng đẹp. Càng chăm nó càng đẹp cho em. Còn cái này là cũng cả tháng ở đây các bác. Nên là mình cứ thoải mái cho em nha. À, và yên tâm luôn, không phải lo là như thế nào hết. Các bác ơi, hôm nay em tiếp tục thanh lý phi điệp hôm phiên hôm nay nữa, em nghĩ là hết đây. Bác nào mà mình muốn vào vườn mà nhiều nhiều, mình gọi là về mình ghép gỗ hoặc là ghép một cái chậu to ấy, thì các bác có thể là mua hết cái chỗ này đi. Vì nó không đáng bao nhiêu tiền hết. Hết chỗ này em áng chừng nó chỉ độ có mỗi gần 2 triệu thôi. Mà rất là nhiều. Rất là nhiều cho em này đấy. Bác thấy không? Rất là nhiều mà chỉ có gần 2 triệu thôi. Còn nếu em vẫn tách lẻ đơn để cho các bác nhà mình lựa chọn nhé. Em lên đơn đầu tiên đi ạ. Đơn đầu tiên hôm nay các bác ghi là xã 1 dùm em. Hàng phi điệp là không bao ship ạ. À, nhớ giúp em này. Hàng địa lan em bao ship cho các bác, nhưng hàng phi điệp em không bao ship. Các bác mua thì đây là các bác phải tự giá tiền ship dùm em nha. Cái này là tiền ship bưu điện họ giao đến cho các bác đấy ạ. Thì cái này lưu ý giúp em. Đơn xã 1 ạ, giá là 202 chậu lan phi điệp như thế này đấy ạ. 202 chậu ạ. Em lấy tách ra từng chậu để các bác nhìn nhá. Một chậu này. Một chậu ạ. Và hai chậu ạ. Phi điệp mùa này đang là mùa xuống lá nhá. Đó. Các bác không còn lạ gì cái này nữa rồi. Vì cái mùa này là mùa phi điệp xuống lá rồi. Em chỉ ngại là nhiều bác mình mới rồi lại bảo là sao lá nó vàng. Đó, phải giải thích cho các bác nhà mình. Nói chung là các bác nhà mình nắm bắt được cái cây trong mùa này nó như thế nào. Tiếp theo là đơn xã 2 cho em. 150.000 đồng hai chậu như này luôn. Ôi, hôm nay nó rẻ vô cùng luôn các bác ạ. Hôm nay em xả rẻ vô cùng luôn. Xả 2 cho em ạ. Xả 3. 150.000 đồng hai chậu cho em. Một chậu này các bác này. Hai chậu này đang xuống lá này các bác này. Ôi, rẻ quá các bác ơi. 2, 4, 6 ngọn cho em này. Với lại chậu kia nữa kìa. 150.000 đồng hai chậu các bác nhá. Đây là đơn xả 3. Xả 4 ạ. 200.000 đồng. Ở đây các bác sẽ có một chậu ám cổ văn vang ạ. Và một chậu gọi là em không biết mặt hoa. 200.000 đồng hai chậu này các bác nhá. Hôm nay đơn nào cũng muốn mua các bác ơi. Rất là rẻ này. Xả 4 ạ. Xả 5 cho em ạ. Nó sẽ có 3 chậu các bác ạ. Một chậu này. 1, 2, 3, 4 ngọn này. Chậu này có một ngọn dài này. Chậu này thì em nghĩ là thân nó, chậu này không biết là ám cổ văn rang hay cái gì đây. Thân dài. Với lại chậu bên này nữa. 150.000 đồng các bác nhá. Đơn xả 5 cho em này. Tổng chỗ này là 150.000 đồng thôi ạ. Cái này em nghĩ cái đơn này các bác nhà mình bỏ chậu ra, mình gói lại, mình gửi, em gửi cho các bác về, các bác ghép dồn lại một chậu, hoặc là các bác ghép cây á, thì nó đẹp này. Mà nó rẻ này. 150.000 đồng ạ. Đây là đơn xả 5 ạ. Xả 6 các bác ơi. Xả 6 cũng là 150 nha các bác nha. Đây là một chậu ki hàng thân thủ. Sọc cây rất là đẹp, chất lá nhựa. Hàng thân thủ các bác ơi. Trên này để nó có 2 dây ki. 2 dây ki. Và ở đây nữa.
150.000 đồng thôi các bác nhá. Đây là đơn xạ máy ạ. Xạ 6 các bác nhá. Xạ 6 150.000 đồng ạ. Xạ 7 các bác ạ. 200.000 đồng thôi ạ. Bao la cây luôn các bác ạ. Đây. Hai chậu các bác nhá. Một chậu cho em này. Hai chậu này các bác này, 200.000 đồng ạ. Đây là đơn xạ 7 ạ. Xạ 7. Xạ 8 ạ, 3 chậu ạ. Hai chậu này là ám cổ Văn Rang nha các bác. Cây nó hơi quài quài, bên này hơi quài quài một chút. À, hai chậu này thì không biết là cái chậu này là chắc chắn là ám cổ Văn Rang ở đây này các bác này. Còn chậu này thì không biết người ta móc vào như thế này thì nó có phải là ám cổ Văn Rang không. Đó, còn cái chậu này, thân này là chậu ám cổ Văn Rang cho em này được chưa. Một chậu, hai chậu, ba chậu, 200.000 đồng ạ. Đây, em quay chi tiết cho các bác này. Cái đầu ngọn này nó gãy này. Đó, không à, đến lúc là thật sự nó không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà nhiều bác nhiều khi là kỹ quá. Ở này là 200.000 đồng cho em các bác nhá. Đây là xả 8 ạ. Xả 8 ạ. Đơn xả 9 ạ. Đơn này 200.000 đồng, 2 chậu siêu đẹp cho em. Một chậu này các bác này. Một chậu này. Đó. 1 2 3 4. Đó, 4 cái ngọn như thế này rồi đấy ạ. 4 5 cái chứ. Với chậu bên này này. Đẹp lắm. Hai chậu này đều là xếp chân rất đẹp vào một cái dây kỳ như thế này nữa. 200.000 đồng hai chậu lan này các bác nhá. Đây là đơn xả 9 ạ. 200 ạ. Xả 10 ạ. Xả 10 chỉ có 150 thôi ạ. Một thân dài cỡ gần 1 mét. Một thân này dài cỡ 6-70 phân. Và một cái chậu bên này thân nó nhẵng nhẵng lá tre. Con này kiểu như là chắc là hàng ở trong vùng miền Nam. Chắc là đây là các khu vực ở trong rừng miền Nam thì thường có cái thân lá nó như thế này. Nhưng mà về hàng rừng ở trong đấy thì hoa nó rất là thơm. Hoa nó rất là thơm và sai hoa. Hoa đẹp đấy ạ. À, đơn này là đơn xả 10 các bác nhá. 150.000 đồng. Wow, tổng chỗ này luôn ạ. Hai chậu các bác ạ. À, đơn xả 11 các bác ạ. Xả 11 130.000 đồng một chậu các bác nhá. Ở đây là có 3 4 ngọn đây ạ. Và trên này là có một số ki trên thân. Nhưng mà tạo thành cái chậu khá là đẹp. 130 ạ. Đây là xả 11 dùm em. Xả 12 130.000 đồng hai chậu cho em ạ. Một chậu ạ. Chậu này chắc cũng là hàng mặt hoa đây các bác ạ. Đó, chậu này chắc cũng hàng mặt hoa. Trồng một chậu một ki này khả năng là cái chậu hoa đẹp với lại chậu này. Đó, đều không em không rõ nó là mặt hoa thế nào thì bán cho các bác rẻ thôi. 130 thôi ạ, xả 12 ạ. Xả 13 là đơn rẻ, rất là rẻ luôn, 100.000 đồng hai chậu như thế này ạ. Đó, 100.000 đồng hai chậu luôn các bác nha. Đơn này là đơn xả 13. Dạ vâng, em cảm ơn toàn thể các bác nha. Kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống ạ. Hôm nay em đang xả tất cả các loại lan. Em rất mong các bác nhà mình, mỗi bác ủng hộ em một chút ít. Đó, tại vì mùa này bán bây giờ nó khó khăn mà nó ế quá các bác ơi. Đấy, mong là các bác nhà mình ủng hộ em nha. Số điện thoại của nhà em là 0382 035 821 ạ. Bác nào mà hôm nay lấy được hết chỗ này mà bỏ chậu ra gửi cây á, em bao ship cho các bác nhá. Lấy hết chỗ này luôn. Còn không là lưu ý giúp em, dòng phi điệp em không bao ship nha. Các bác nhà mình mua tự giá tiền ship. Rồi, em chào và hẹn gặp lại các bác ạ.